Làn sóng đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang ngày càng trầm trọng. Hệ thống y tế Ấn Độ trở nên quá tải. Các y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bất kỳ nơi đâu có thể. Trong khi đó, người bệnh phải vật lộn tìm nguồn cung oxy và xếp hàng để chờ giường bệnh. Trước tình hình trên, Ấn Độ không thể chỉ trông chờ vào sự viện trợ của các nước được. Nhu cầu trang thiết bị y tế của họ đã vượt quá mức để có thể nhờ cậy sự hỗ trợ từ các nước anh em, nên họ phải tìm cách để tự cứu lấy chính mình. Từ đó, Ấn Độ đã đẩy mạnh nhập khẩu thuốc men và các thiết bị vật tư y tế, trong đó có máy thở, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước. Như người ta thường nói, hoạn nạn thì mới biết chân tình. Nhìn thấy người anh em Ấn Độ đang ngụp lặn khổ sở trong đại dịch, thì Trung Quốc đâu thể chịu đứng nhìn cho đặng. Trung Quốc nhanh chóng gói ghém tình cảm của mình vào những chiếc máy tạo oxy và gửi qua cho người anh em Ấn Độ của mình để giúp họ vượt qua khó khăn. Sau khi Ấn Độ sử dụng qua và thấy chất lượng máy rất tốt, Trung Quốc đã tạo điều kiện cho Ấn Độ mua thêm số lượng lớn máy móc và trang thiết bị vật tư y tế từ các công ty thuộc Trung Quốc. Mọi sự đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Ấn Độ phát hiện các máy tạo oxy này đã bị thay thế trang thiết bị bên trong, khiến cho chất lượng không còn được đảm bảo. Đã vậy thì các doanh nghiệp Trung Quốc còn tăng giá các loại máy móc lên gấp 2-3 lần, khiến cho Ấn Độ phải há miệng mắc quài. Vì đã lỡ chuyển tiền cọc trước nên khó mà thu hồi lại được. Đây là một câu chuyện thực sự cảm động về tình anh em ruột thừa trong cái thời buổi mà đại dịch như hiện nay. Nó cho thấy rằng lòng tốt luôn tồn tại khắp mọi nơi. Nhưng mà tìm được người có mắm tôm để ăn cùng thì cũng chỉ có Việt Nam thôi. Cụ thể là bài học kinh doanh mà Trung Quốc dạy cho Ấn Độ được diễn ra như thế này. Theo thông tin đăng trên tài khoản Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka, ngày 26 tháng 4, nước này đã vận chuyển bằng đường hàng không 800 máy lọc oxy đến New Delhi từ Hồng Kông. Thông tin trên được đưa ra sau khi, cùng ngày, hãng hàng không Tứ Xuyên Sichuan Airlines của Trung Quốc ra thông báo đình chỉ mọi chuyến bay chở hàng trên 6 đường bay đến Ấn Độ trong vòng 15 ngày tới để ngăn chặn dịch xâm nhập. Việc dừng các chuyến bay này đã khiến cho giới chức Ấn Độ bất ngờ và lo lắng. Các nỗ lực đảm bảo nguồn cung thiết bị máy thở oxy của thương nhân hai nước bị gián đoạn nghiêm trọng trong tình hình dịch bệnh thảm khốc. Và cũng theo nguồn tin trên thì khoảng 10.000 máy tạo oxy khác sẽ được đưa đến Ấn Độ trong vòng một tuần sau đó. Đây thực sự là những cái sự giúp đỡ hết sức cần thiết trong lúc mà Ấn Độ đang cần tới nhất. Hiểu được điều đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết rằng nước này sẽ khuyến khích và hướng dẫn các công ty Trung Quốc tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ấn Độ mua sắm các loại vật tư chống dịch, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết đối với quốc gia láng giềng Nam Á này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định sẵn sàng giúp Ấn Độ chống lại làn sóng COVID-19 mới. Hiện hai nước đang duy trì liên lạc về vấn đề này. Trung Quốc còn mở lại các chuyến bay với lý do nhân đạo, để giúp đỡ vận chuyển máy móc sang cho Ấn Độ được thuận lợi hơn. Phần đầu câu chuyện này thực sự là một câu chuyện cổ tích về tình anh em có nhau trong lúc hoạn nạn và khiến ai đọc thì cũng phải dâng trào nước mắt cảm động. Thấy được cái tình cảm quá đỗi dạt dào như vậy từ phía Trung Quốc, cho nên Ấn Độ đã không ngần ngại đặt mua luôn các trang vật tư y tế số lượng lớn từ Trung Quốc. Và kể từ lúc đó, câu chuyện cổ tích đẹp đẽ bỗng trở thành một chuyện ngụ ngôn, dạy cho Ấn Độ một bài học mà họ sẽ phải nhớ mãi. Không lâu sau khi các máy tạo oxy mới được các công ty Trung Quốc chuyển tới cho Ấn Độ đã bị phát hiện làm giả và chất lượng quá thấp so với quy định. Loạt ảnh và tài liệu được India Today chia sẻ cho thấy các công ty Trung Quốc không những tăng giá mà còn thay đổi thông số kỹ thuật và linh kiện chế tạo máy tạo oxy cho Ấn Độ, khiến chất lượng và tuổi thọ của máy giảm xuống. Nhấn mạnh về điều này có thể dẫn đến thảm họa y tế ở Ấn Độ, India Today khẳng định đây là vấn đề sinh tử và các công ty Trung Quốc đang chọn cách kiếm lợi từ mạng sống của con người. Thời gian qua, Bắc Kinh nỗ lực phác họa việc xuất khẩu máy tạo oxy sang Ấn Độ như một cử chỉ nhân đạo. Thậm chí là đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Quê Đông còn viết trên mạng xã hội Twitter là các công ty Trung Quốc thực hiện tinh thần nhân đạo, tập trung vào nỗ lực cứu sống sinh mạng, đáp ứng mong muốn và nhu cầu của người dân Ấn Độ. Điều này cho thấy tinh thần xã hội cũng như thiện chí giúp đỡ Ấn Độ chống COVID-19. Tán dương những gì mà họ đã làm được. Nhưng mà đời thì không như là bơ. Như ông bà ta đã nói là người nói đạo lý thì sống như bệnh. Trên thực tế thì các công ty Trung Quốc đang đưa ra những mức giá khác nhau cho các loại máy tạo oxy 5 lít và 10 lít. Mặc dù nó không giống nhau, giá cả hầu hết đều tăng trong những tuần vừa qua.
Hóa đơn của Truewell, một trong những nhà sản xuất tạo máy oxy của Trung Quốc, cho thấy sản phẩm của họ có giá $340 một chiếc vào ngày 30 tháng 4, nhưng mà đến ngày 12 tháng 5 con số này đã tăng lên $460 một chiếc. Theo một doanh nhân giấu tên của Ấn Độ, nhu cầu tăng đột ngột đã dẫn đến tình trạng giá cả tăng nhưng chất lượng giảm. Các trang tin tức truyền thông của Ấn Độ đã đưa ra những bằng chứng cho thấy các công ty Trung Quốc đã thay đổi linh kiện trong máy tạo oxy. Những linh kiện này không giống như những gì mà Trung Quốc đã cam kết. Nó khiến cho chất lượng máy giảm sút rất nhiều so với ban đầu. Và mặc dù là phải mua với giá cao nhưng thứ Ấn Độ nhận lại là một sản phẩm kém chất lượng. Điều này có thể khiến cho các bệnh nhân tại Ấn Độ bị đe dọa tới tính mạng ngay ở trên giường bệnh. Một thương nhân Ấn Độ khẳng định một số công ty như Changchu Olew, Shenzhen Hongxin Yuan Electronics, Guangzhou Ogel, Jobekan Shenzhen, Longfan Shentech Co. thậm chí báo giá gấp 2 hoặc 3 lần so với hợp đồng tháng 4 hoặc là từ chối giao hàng và trì hoãn việc trả tiền cọc. Có nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với những lô hàng mới. Theo các thương nhân Ấn Độ ở Trung Quốc, họ đã từ chối nhiều lô hàng sau khi phát hiện linh kiện được sử dụng là những sản phẩm thay thế rẻ hơn so với linh kiện ban đầu. Điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của những người vốn đang gặp rủi ro rất cao ở Ấn Độ. Vụ việc này diễn ra là do các cuộc kiểm tra chất lượng máy móc khi được chuyển tới thường không được tiến hành do tình trạng quá nguy cấp. Ấn Độ không có thời gian để xem xét kỹ các mặt hàng đã mua từ phía Trung Quốc mà phải sử dụng ngay bởi vì bệnh nhân của họ không có nhiều cơ hội để ngồi chờ. Và câu chuyện những chiếc máy tạo oxy pha ke đã khiến cho người dân và quan chức Ấn Độ không khỏi lo lắng vì trước đó họ đã mua không ít những mặt hàng y tế khác từ Trung Quốc, trong đó không thiếu những loại mặt hàng máy móc hiện đại. Đại diện nền tảng mua sắm toàn cầu theo hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp Global Chassis cho biết, trong tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng 4 năm 2021, đơn đặt hàng mua các thiết bị y tế của Ấn Độ trên nền tảng này đã tăng gấp 5 lần so với trước đây. Và hầu hết các nhà cung cấp vật tư y tế trên nền tảng này đều là các doanh nghiệp Trung Quốc. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế tại Hà Bắc, Trung Quốc chia sẻ, đơn đặt hàng máy thở trong 5 tháng trở lại đây đều là các đơn đặt hàng từ Ấn Độ. Số lượng đặt hàng cũng tăng 9 lần so với trước. Theo số liệu Phòng Thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm y tế Trung Quốc công bố, tính đến ngày 5 tháng 5, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhận được đơn đặt hàng cung cấp hơn 60.000 máy thở từ phía Ấn Độ. Nhu cầu nhập khẩu máy thở và các vật tư y tế khác của Ấn Độ đã khiến cho nhiều nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế của Trung Quốc rơi vào tình trạng cạn kiệt phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp các loại máy thở và thiết bị y tế, đồng thời đẩy giá thành các mặt hàng này tăng cao. Nhưng vì thế mà, họ đưa các máy móc linh kiện kém chất lượng đe dọa đến tính mạng những người dân Ấn Độ đang vốn thở cũng khó khăn thì không thể chấp nhận được. Đây là bài học quý báu cho nhiều quốc gia khác đang có ý định nhập khẩu các loại máy móc y tế từ các công ty Trung Quốc trong thời gian tới. Thường thì hàng dùng thử và hàng mua về nó không giống nhau, như là hình ảnh minh họa trên gói mì tôm vậy các bạn ạ. Thế nên nếu như muốn nhập khẩu số lượng lớn vật tư y tế thì nên kiểm tra kỹ càng chất lượng sản phẩm, vì không phải ai cũng là anh em tốt hết. Nhất là trong chính trị thì không có bữa ăn nào là miễn phí. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé.